thế đối với led. Đối với led thì Trâm luôn xác định lợi thế là về thiết kế, về sản xuất, về làm branding. Còn để nói là vận hành chuỗi thì không thế mạnh. Có những bên nhé, họ bắt đầu kinh doanh thời trang không phải bằng sản phẩm. Họ bắt đầu kinh doanh thời trang chỉ là một lĩnh vực họ chọn thôi. Còn cái thế mạnh của họ là Mở bán hàng, làm chuỗi, là bạn chiếm lĩnh thị trường, là quy trình, quy chuẩn, là nhân sự chẳng hạn. Thế thì cái sản phẩm sẽ là cái ưu tiên thứ hai của họ. Đó thì cái sản phẩm của họ không cần chất riêng cũng được, họ chỉ cần đủ chất lượng để họ phân phối trên các điểm bán mà họ đang có tốt thôi. Thì mỗi bên là một lợi thế khác nhau. Thì nếu nếu như là Trâm mà lại chạy theo cái lợi thế của người khác thì làm sao mình cạnh tranh được, đúng không? Mình biết là ok, tôi mạnh cái gì, tôi đam mê cái gì và tôi sẽ đi sâu trên cái mảng đấy, chứ không chạy theo cái con đường của người khác. Xin chào các bạn đang đến với Người trong môn nghề, kênh podcast hướng nghiệp về những câu chuyện người thật việc thật mang đến cho các bạn bởi Spyroom. Ngày hôm nay thì Nga Lê Vy rất là vui được mời đến studio của Spyroom một nhân vật cực kỳ đặc biệt, bạn Nguyễn Ngọc Trâm, là CEO và founder của thương hiệu thời trang Lab. Chúng ta sẽ cùng với Trâm chia sẻ và trò chuyện về câu chuyện kinh doanh thời trang. Nhưng mà điều đặc biệt hơn là mình rất vinh dự bởi vì Ngọc Trâm chính là một người bạn thời đại học của mình. Và chúng mình chắc là sẽ ôn lại nhiều kỷ niệm trong cái buổi ngày hôm nay đúng không Trâm? Chắc là đầu tiên thì mời Trâm giới thiệu về bản thân một xíu cho các bạn khán thính giả được không? Xin chào các bạn khán giả, thính giả của Spider Room. Mình là Trâm và mình là bằng tuổi Nga, ngày trước cùng là học ngoại thương với nhau. Và cũng rất là lâu rồi, phải tầm 2 năm thì hai người bạn cũ mình có khả năng gọi là có dịp để gặp lại nhau trong một cái phòng thu rất là xinh xắn của Spider Room. Và hy vọng là câu chuyện ngày hôm nay sẽ có nhiều những cái thông tin thú vị hoặc là một trải nghiệm mà hai người bạn cũng gặp lại thôi. Và hy vọng là có những cái thông tin và niềm vui cho mọi người. Nga thì chắc chắn là những cái chia sẻ từ cái câu chuyện của Trâm sẽ đem lại cho các bạn trẻ nhiều cái nguồn cảm hứng, bởi vì thực sự là Trâm cũng là một cái câu chuyện mà tớ nghĩ là bản thân tớ cũng rất là được truyền cảm hứng. Đầu tiên thì trước khi mà đến với cái phần trò chuyện của mình thì bọn tớ hay có một cái thử thách dành cho các khách mời, thì không biết là Trâm đã sẵn sàng chưa? Ok. Thì cái trò chơi của chúng mình sẽ là người ta đồn. Thì mình sẽ nói về những cái định kiến của mọi người về về những cái ngành nghề, và hôm nay thì chúng mình nói về câu chuyện ngành thời trang. Thế thì Trâm có thể trả lời cái câu hỏi mà tớ đưa ra nhé. Ok. Đầu tiên, người ta đồn là cái ngành thời trang thì phải là những người mà có thẩm mỹ và phải có khả năng vẽ đẹp, thì điều đấy có đúng hay không? Ngành thời trang. Thực ra là ngành thời trang nó rất là rộng ấy. Trong thời trang thì nó cũng sẽ luôn luôn có mảng làm sản phẩm này, cũng có mảng marketing, cũng có mảng quản trị. Thì nếu mà thiên về làm sản phẩm thì đúng là phải có thẩm mỹ, là phải có mắt nhìn về mặt mỹ thuật. Nhưng mà đối với những ngành marketing cũng có một chút, nhưng cũng không cần phải vẽ đẹp đâu. Còn ví dụ như làm quản trị, làm nhân sự, làm kinh doanh thì nó cũng như các ngành khác, không khác gì cả. Ok, kiểu vậy. Câu hỏi số 2, người ta đồn là những người mà giỏi về thời trang, về thẩm mỹ, về cái đẹp thì đôi khi lại không giỏi lắm trong việc quản trị. Thì điều đấy có đúng không? Chắc là đúng đấy. Bởi vì là não phải não trái nó vận hành khác nhau ấy. Thế nên là nếu như các bạn có thẩm mỹ tốt hoặc là thích làm sản phẩm, thích làm thời trang mà muốn kinh doanh thời trang thì rất cần có một mảnh ghép về mặt quản trị bổ sung cho mình. Tất nhiên là trong trong quá trình mình làm thời trang ấy, thì mình cũng gặp rất là nhiều những con người họ có khả năng cân đối hai não. Nhưng mà Phân thân à? Chia đôi. nhưng nói chung là để gọi là đi sâu, đi chuyên ở một lĩnh vực ấy thì cũng nên không nên là một mình cầm hết, mà thực sự là cần những cái đầu của một team cùng làm với nhau. Chắc là chút nữa thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn về câu chuyện vận hành một cái business về thời trang thì nó sẽ cần những cái gì. Nhưng mà đầu tiên thì với tư cách là một người bạn học của Trâm trải qua cái thời niên thiếu thời đại học với nhau, thì tớ có may mắn được chứng kiến một cái phần rất là nhỏ trong hành trình mà gọi là lập nghiệp của Trâm với cái thương hiệu Lab ấy. Thì Trâm có thể chia sẻ lại cho các bạn khán thính giả về cái câu chuyện mà vào cái thời điểm nào mà cậu phát hiện ra cái đam mê của mình đối với cái lĩnh vực này không? Bởi vì tớ nhớ là những cái thời đại học đó là thấy Trâm có ngồi vẽ rất là hay, ngồi vẽ những cái bộ trang phục các thứ ấy. Thì cái đam mê đấy nó có từ bao giờ? Thực ra là những người mà thích thời trang ấy, mình thường thấy họ thích từ khi chắc bé xíu à. Từ khi mà mình cũng là một người rất là thích vẽ và là một người thích những thứ đẹp, mang tính mặc lên người. Thì từ khi mà mình học lớp
cấp 1 ấy, là mình đã bắt đầu có những cái quyển vẽ, đến tận bây giờ mình vẫn giữ là một tập giấy như này. Suốt từ hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3 và mình vẫn liên tục mình thiết kế, và trong những đấy nó thuần khiết lắm, kiểu mình sẽ luôn luôn mơ mộng rằng là à, mai này mình sẽ là nhà thiết kế thời trang, mai này mình sẽ cũng có nghĩ đến chuyện mình đi du học về ngành thời trang. Nhưng mà đến khi mà mình lên cấp 2 thì gia đình mình có một cái cũng có một biến cố là bố mình cũng ốm và bố mình mất. Thì sau đấy thì gia đình rất là khó khăn, và cái chuyện mà đi du học về thời trang là một cái ước mơ mình nghĩ là khá là viển vông trong cái giai đoạn đấy, và mình còn là ở ở một cái vùng quê rất là nghèo nữa. Thì lúc đấy thì một con đường rất là cơ bản thôi của tất cả những bạn muốn gọi là thoát ly ở ở quê, đấy là ok, phải học thật là giỏi để mai này vào một cái trường đại học lớn ở Hà Nội chẳng hạn, rồi sau đấy thì muốn làm gì thì làm. Thì cái con đường của mình rất là cơ bản thôi. Và đi học cho đến khi mà mình vào đại học ngoại thương. Thì sau khi vào đại học ngoại thương thì mình cũng có một cái duyên với truyền thông. Đấy là khi mà vào câu lạc bộ truyền thông ở trường ngoại thương cùng với Nga. Thì mình cảm thấy rất là vui, rất là bơn và học rất là nhiều điều. Và đến khoảng năm thứ 3 đại học, sau khi mà mình gọi là lên ban thờ ấy gọi là lên ban lãnh đạo đúng không? Tức là không, đến 2013 là mình hết nhiệm kỳ ấy. Thì lúc đấy mình bắt đầu mới quay lại theo cái ngành thiết kế, là bắt đầu đi học may, học thiết kế và bắt đầu ấp ủ những cái dự án riêng về thiết kế của mình. Thì đấy, thực ra tớ không biết là trong đi học đâu, chỉ biết là đúng trong rồi, mọi người biết đâu ý tưởng riêng đúng không, mà còn nghe nói những cái câu chuyện như là mua được cái máy may đầu tiên à? Đúng có rồi. Thể chia sẻ lại câu chuyện đấy ở đây được không? Cái máy may đầu tiên nó như thế nào? Ngày trước thì hồi mình còn nhỏ ấy, thì thực ra là một giai đoạn là mẹ mình làm thợ may. Mình rất thiết tha bảo mẹ ơi mẹ dạy con may đi, nhưng mà mẹ mình không dạy, nhất định không dạy. Tại sao mẹ không? Có thể là mẹ rất là bận. Không, có thể mẹ rất là bận. Và mẹ cũng nghĩ là thôi chúng mày học đi, học may làm gì. Nên mẹ nhất định không dạy. Nên là cũng rất là thích được có thể tự may những cái sản phẩm, có thể cho mình và cho những người bạn bè xung quanh ấy. Thế là đến năm thứ 3 thì đi học may. Hồi đấy là sinh viên thì không xin tiền mẹ nữa, là tự đi kiếm tiền để sống, để sinh hoạt. Và cũng tiết kiệm được một khoản để đi học những thứ mình thích. Thế là đi học thiết kế này, sau đó đi học những cái khóa học may. Và để học may ấy thì nó có một cái là nếu như chỉ đến lớp học để học thôi thì nó chỉ có 2 tiếng một buổi thôi. Mà 2 tiếng để học may nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Chỉ là nghe cô giáo bảo là như nên như làm như này như thế kia thôi. Còn để thực hành ấy thì không thể nào thực hành trên lớp được. Thì mình nghĩ là ok, vậy thì tôi sẽ dành tiền để tôi mua một chiếc máy may về phòng trọ của tôi. Và tôi sẽ học ở nhà. Ra trên lớp thì sẽ biết là cái cách như vậy, còn để rèn luyện ấy thì phải về nhà. Thế hôm đấy là dốc hết tiền tiết kiệm ra để mua một cái máy may. Hồi đấy là cũng không đắt lắm đâu, chắc có tầm 3-4 triệu một cái máy may cũ thôi. Nhưng mà với sinh viên thì cũng là một đúng rồi, đấy tất cả tài sản của mình ở thời điểm đấy. Và sau đó sau khi mua xong thì mua máy xong thì sẽ cần phải mua máy vắt sổ. Mua vắt sổ thì phải mua bà là tức là nó là một cái bộ để làm á, đúng rồi. Mình không thể thiếu một cái gì cả. Thế là lại tiếp tục mua, và cho đến khi mua xong một cái máy vắt sổ là chỉ còn đúng 1.000 trong ví thôi. Nhưng mà cũng chẳng nghĩ nhiều ấy. Ok, mua kiểu rất là vui, kiểu ôm các em về kiểu ôi đây là một kho báu của mình, mình có thể nghịch nó suốt ngày ấy. Và sau đấy thì không có gì để tiêu thì bắt đầu chạy sang nhà các anh chị để ăn trực. May mà các anh chị ở gần thì có chạy sang được à? Đó, ăn trực hoặc là đã từng vay tiền bạn cứ 200.000 một cơ. Nói chung thời sinh viên thì cũng buồn cười. Xong rồi làm thế nào để trả? Tớ vẫn đi làm thêm. Tức là trong giai đoạn đấy mình vẫn đi làm thêm, làm một công việc khác. Vẫn đi học, vẫn đi làm thêm một công việc khác để nuôi cái ước mơ của mình. Thì khi nào có lương thì trả. Tại vì tiền lương dành hết để mua các em rồi mà. Rồi. Kiểu vậy. Cũng hay lắm, vui. Thế bởi vì trước khi là Trâm làm lab ấy thì tớ có biết là Trâm có làm một cái thương hiệu mà ngày xưa đấy chính là cái nickname của Trâm hồi còn trẻ, đấy là Jemmy. Thì cái câu chuyện đấy từ Jemmy cho đến lab nó là một hành trình như thế nào? Có thể chia sẻ được không? Jemmy nó giống như kiểu là một bài tập ấy. Tức là ở thời điểm mà sau khi mình đến năm 2013-14 là mình đi học may và học thiết kế xong và cũng bắt đầu mua một bộ dàn sản phẩm, dàn công cụ để về làm. Thì sau đấy mình cũng phát hiện ra rằng là nếu như mình không có một môi trường để rèn luyện hoặc là không có một cái dự án gì đấy mang tính commit để mình làm ấy thì cũng mãi mãi mình sẽ không thể nào mà kiểu gọi là hết mình với cái lĩnh vực mới đấy. Mà lúc đấy thì mình không có chuyên môn nên là chẳng có ai thuê. Hồi đấy Trâm cũng từng đi xin làm việc phụ việc tại một tiệm may của một chị, thì cũng đi qua đường này nhìn thấy thì vào hỏi chị có nhận phụ việc không. Thế là vào thì phụ việc không lương nha. Ngồi xong là chị bảo là đây em may cái này may cái kia thì mình cũng làm thôi. Thì làm một nửa ngày.
Sau đó thì là mình cũng thấy cũng không ổn lắm. Thế bảo là ok, vậy thì mình sẽ thành lập một cái thương hiệu nhỏ nhỏ thôi, để mang gọi là như thế thôi, nhưng mà nó đơn giản lắm, lập một cái fanpage, xong là đi tìm vải, may một vài sản phẩm, chụp hình đăng lên đấy, xem bạn bè ai quan tâm không thì bán thôi. Nhưng mà nó cũng là một cái để cho mình rèn luyện ấy, kiểu mình tập thử để xem là lên một sản phẩm hoàn chỉnh nó sẽ là như thế nào, khách hàng sẽ feedback gì về những cái sản phẩm của mình, vân vân. Thế là cái dự án đấy nó ra đời rất là đơn giản, nó chỉ như thế thôi. Nhưng trộm vía là cái giai đoạn đấy là năm 2015, là một cái năm mà local brand ở Việt Nam rất nở rộ. Tức đợt đấy một cái thương hiệu thời trang mà được tự thiết kế bởi các bạn trẻ người Việt ấy, rất là được chuộng. Vậy hồi đấy nó cái gì nó cool, mọi người rất là thích. Thế là trộm vía khi mình làm như thế thì cũng có khách, và mở được hai cửa hàng. Một cửa hàng ở đường Tràng Thi và một cửa hàng ở đường Thanh Niên. Sau đó mình chuyển cửa hàng ở Tràng Thi ra đường Trần Hữu Tước, là một con đường mà rất nhiều các cái shop thời trang cho bọn sinh viên á, cho các bạn sinh viên. Thế thì sau khi mở ra và mình cũng có thêm một partner, một partner cũng là một bạn học ngoại thương. Nhưng mà ở thời điểm đấy thì còn ngây ngô á, tức là hoàn toàn không biết quản lý về tiền bạc như thế nào cả, không biết lên kế hoạch, lập kế hoạch về định vị sản phẩm, thương hiệu. Nói chung hoàn toàn là một tâm hồn mộng mơ và rất là trẻ con, cứ làm thôi, đến đâu đến. Và sau đó thì khoảng một năm rưỡi chạy dự án đấy thì không bán được hàng nữa. Tức là cái trào lưu về local brand nó đã đi qua à? Không phải đâu. Đến một giai đoạn mà cái doanh thu nó không bù được chi phí nữa. Có thể là giai đoạn mà ok, ôi bán được nhiều hàng quá, mình mở cửa hàng, mình không có kế hoạch mà. Rồi. Mình không lường trước được là khi chi mở cửa hàng bằng chi phí nhân sự đúng không? Thì chi phí đó như thế nào, và trong các cái giai đoạn tiếp theo đến một thấp điểm chẳng hạn, khi mình không có doanh số nữa thì làm thế nào để có thể nuôi được tất cả các chi phí đấy, hoặc là sản xuất hàng hóa không có tính toán thì nó sẽ bị tồn được kho mà mình không đẩy được hàng ấy đi chẳng hạn. Thì rất là nhiều vấn đề, mà đấy là chỉ vấn đề bé xíu xíu thôi, nhưng mà vì năng lực của đấy có hạn nên không giải quyết được. Và một nguyên nhân rất là quan trọng đấy là cái trong việc chọn partner ấy, khi mình chọn partner thì mình chọn những người bị giống mình quá, tức là không bổ sung được, cũng làm sáng tạo, cũng làm sáng tạo vậy giống mình. Thế nên là như kiểu là một đất mà có hai người trâu đầu vàng nó cũng cần thiết, trong khi có những cái rất là quan trọng thì không ai làm. Đó thì lại mình đánh nhau ở một cái lĩnh vực, đúng rồi. Thế là lúc đấy thì mình quyết định là mình rời đi, mình rời đi. Và gọi là chào tạm biệt đứa con đầu tiên. Nhưng mình nghĩ là nó cũng là một cái quãng đường rất là hay và cho mình nhiều bài học ấy. Nên là không có vấn đề gì cả. Sau đó thì mình mới start lại Lab. Và Lab thì là một bài học, là một cái có thể là rút kinh nghiệm được hơn. Và nó trộm vía, có thể lúc đấy mình cũng người ta gọi là hạt nở ấy. Tức là bắt đầu nó có những cái thành công đầu tiên. Tớ được biết là trước khi Trâm bắt đầu làm Lab thì hình như Trâm còn đi làm công sở mấy tháng đúng không? Đi làm marketing. Lúc đấy trong đầu cậu nghĩ gì trong mấy tháng đấy? Thực ra là sau khi mà thất bại á, thì ai cũng bị mất niềm tin bản thân á. Tớ thấy khá là tương đồng với cả câu chuyện của tớ và Spy Room ấy. Tức là trong câu chuyện mà khi mà có một thời gian bọn tớ fail một giai đoạn và cảm thấy là bế tắc quá thì cũng tách nhau ra đi làm. Nhưng mà sau suốt cái khoảng thời gian đi làm đấy mình vẫn cảm thấy là có cái gì đấy nó không đau đáu đúng không? Đấy, và mình lại nhìn lại. Đấy. Quay lại câu chuyện của Lab. Tức là sau khi mà thất bại ấy, thì ai cũng mất tự tin bản thân hết. Sẽ tự hỏi là trời ơi, thực sự mình có khả năng trong cái lĩnh vực này không? Mình có làm được không? Đây có phải là con đường khôn ngoan không? Tại vì là trong quá trình làm Jami ấy, mang tiếng là business thế thôi, nhưng mà mỗi tháng ấy, hai bạn chỉ có 4 triệu tiền lương à? Tức là tất cả tiền là đều đầu tư tiếp, tái đầu tư, hoặc là để trả các khoản chi phí. Và mình chỉ được cầm đúng 4 triệu để tiêu, và trong thời gian đấy vẫn phải đi làm một công việc freelance khác về marketing và về content để có tiền để có sống. Thì lúc đấy khi mà các bạn bè ra trường rồi, bạn bè học ngoại thương mà, các bạn ấy sẽ rất là giỏi để tìm một cái công việc tốt. 1.000 đô. Đúng rồi. Thì các bạn đã bắt đầu ngồi điều hòa cả ngày, có cuối tháng có lương đi chơi du lịch. Nhưng mà mình thì vẫn kiểu chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi và không có tiền. Thì mình cũng tự hỏi bản thân chứ, ủa tại sao mình phải khổ thế này, tại sao mình như thế này kia. Thì sau đó mình đi làm, nhưng mà chỉ đi làm được khoảng 3 tháng thôi. Thì đấy, nó giống như có một câu nói của Phạm Lữ Ân à. Cái giấc mơ thời trẻ nếu mình không thực hiện nó cứ lẩn vẩn trong đầu mình và nửa đêm nó sẽ mời gọi mình. Và mình lương tâm có răng là nó đó, sẽ cắn mình đúng không? Đó, và mình sẽ không thể thoát được. Thì lúc đấy lại nghĩ tiếp là ok, vậy thì mình sẽ thử lại lần tiếp theo. Nhưng chỉ có khoảng nghỉ khoảng 3 tháng thôi, nhưng mà nó cũng giúp mình cân bằng lại. Cũng là một khoảng thời gian nên có để cân bằng lại. Và
khi mình start lại thì mình sẽ thận trọng hơn. Và thế là Lab đã ra đời. Đúng rồi, và Lab ra đời vào tháng 3 năm 2017. Trước khi mà mình nói đến câu chuyện là Trâm đã làm cái Lab đấy từ những ngày đầu cho đến một cái thương hiệu thời trang mà tớ nghĩ là cũng tương đối là có chỗ đứng trên thị trường như hiện nay, thì mình muốn hỏi Trâm một câu là Trâm chọn nghề hay là nghề chọn Trâm? Mình nghĩ là mình chọn đấy. Tớ biết chắc chắn là Trâm sẽ trả lời câu như thế, bởi vì Trâm là người sẽ chủ động trong, bởi vì là trong cuộc đời mình ấy, mình cũng muốn làm rất là nhiều thứ cơ. Mình còn chọn nhiều thứ nữa cơ mà, có phải mình cái này đâu. Nói chung là không biết những người khác thì là nghề chọn người là như thế nào, nhưng mà ở bản thân mình thì là từng bước đi ấy, mình đều là người suy nghĩ và quyết định. Chắc là tùy góc nhìn thôi. Mình nhìn mình thấy là mình chọn. Ok. Có lẽ là chúng ta cũng đã hiểu sơ bộ về cái câu chuyện, những cái năm tháng tuổi trẻ của Trâm, về cái câu chuyện là làm thế nào để từ một cái ước mơ nhỏ, từ thời một cái đam mê chính xác đúng, từ thời mình còn rất là bé cho đến khi mình trải qua quá nhiều biến cố rồi những cái thăng trầm trong cuộc sống, và mình vẫn giữ được cái gọi là tình yêu với nó để cho đến ngày hôm nay. Thì quay trở lại với cái thời điểm hiện tại đi, thì bây giờ Lab đã là một thương hiệu có tổng cộng bao nhiêu chi nhánh nhỉ? Mình đang có 15. 15 chi nhánh ở toàn quốc đúng không? Đúng rồi. Và với nhân sự là quy mô? Mình có 3 khối là khối sản xuất, khối bán hàng và khối văn phòng. Thì tổng cộng khoảng 400 nhân sự. Đấy, thì cũng là một cái quy mô tương đối là đáng ngưỡng mộ với những vẫn người là công ty nhỏ, SME thôi. Nhưng mà với những người ở độ tuổi này đúng không? Chưa tới 30 thì đấy cũng là một cái câu chuyện tương đối ngưỡng mộ rồi. Thì đầu tiên thì tớ muốn hỏi Trâm là tại sao lại là Lab? Tên là Lab hả? Tại sao tên là Lab? Ngày đấy khi mà mình đặt tên thương hiệu ấy, chỉ nghĩ là phải đặt tên một cái gì nó ngắn gọn, dễ nhớ, nghe một cái là nhớ ngay, và nó gợi đến cái phong cách về mặt phụ nữ trưởng thành, thanh lịch, táo bạo. Theo đấy nghĩ là từ Lab, xong là ok, tại vì ngày đấy mình cũng rất là thích cái phong cách kiểu mảnh mai thanh lịch của Keira Knightley, những chị người mẫu supermodel kiểu thế. Thì mới thích lấy cái từ đấy, nhưng mà nó cũng là một cái ý ẩn dụ nữa, để nói rằng là đối với phụ nữ thì có thể là trong một cái thời điểm nào đấy, cái vẻ đẹp người ta mặc định là phải kiểu đầy đặn, sexy, bốc lửa chẳng hạn. Thế nhưng mà cái đấy nó chỉ là trào lưu thôi. Và đến một thời điểm khi mà cái chuyện một cô gái Lab nó lại là trend, nó lại trở nên rất là đẹp, và tưởng đấy là một khuyết điểm nhưng nó lại trở thành một cái rất là được ngưỡng mộ thì sao? Thì cái câu đấy nó chỉ là một cái sự ẩn dụ rằng là ok, chúng ta yêu cơ thể mình và tự tin với cơ thể mình thì chúng ta sẽ luôn luôn sexy, luôn luôn quyến rũ. Thế thôi. Rất là đơn giản và nó cũng dễ nhớ nữa. Vì từ Lab thì kể cả tiếng Việt đọc là Lab, mà nếu mà có bán ra nước ngoài thì cũng vẫn là Lab. Đọc là Lab. Rất là hay. Thế thì cái câu chuyện từ lúc mà từ Jamie, từ một cái thương hiệu của hai bạn sinh viên cho đến Lab, thì cái sự bắt đầu của Trâm nó đã khác nhau như thế nào? Tức là về mặt định vị này, về mặt sản phẩm này, về mặt chiến lược này, thì lúc này mình có thêm những cái gì, có thêm những cái gọi là công cụ, hay là có thêm những cái tư duy như thế nào để mình bước tự tin với Lab? Khi em bắt đầu làm thời trang ấy, Trâm là một người rất là thích màu sắc và rất là thích họa tiết. Đây, ăn mặc đen thì đấy thôi, nhưng thực ra là rất thích những thứ có màu sắc và họa tiết. Thì cái thời điểm làm Jamie ấy là đi theo phong cách bohemian. Bohemian tức là nó hơi kiểu hippie kiểu nội đó. Thì sẽ cũng là họa tiết, nhưng họa tiết nó sẽ kiểu boho. Nhưng mà khi sang đến Lab thì mình nghĩ là phải chọn một cái dòng sản phẩm khác mà nó có tính long last hơn, bởi vì bohemian nó mang tính trào lưu thôi. Năm 2015 thì nó là một trào lưu đấy nhá. Nhưng mà sau nó cũng qua rồi. Và đến năm 2017 mình nghĩ sẽ phải làm một cái sản phẩm gì mang tính dài hạn hơn, là một cái style ăn mặc hơn. Thì thời điểm đấy khi mà mình rất là thích mặc váy hoa ấy, và khi mà đi tìm váy hoa thì nó sẽ có hai kiểu thôi. Một là hàng Trung Quốc, tức là những cái váy hàng Trung Quốc thì chất liệu họa tiết rất là xinh nhưng mà cắt may rất là ẩu. Thường sẽ là cái form sẽ to thùng thình ấy. Và sợi chỉ thì lóng thóng. Đúng rồi. Rồi cắt may thì không được chuẩn chỉ lắm. Rất là sơ sài. Hoặc là hàng thiết kế của Việt Nam, hàng của các thế hệ Việt Nam thì dụ như là Nem, Elise, Avimoda thì là của những hãng thời trang thứ nhất là cao cấp hơn và dành cho các chị, các cô. Thế mình hỏi là ok, vậy thì một cô gái 25 tuổi, một cô gái 25-30 tuổi thì sẽ mặc cái váy hoa như thế nào? Mình nghĩ là kể cả những bạn trẻ cũng rất là thích mặc những sản phẩm có họa tiết, có váy hoa như thế, nó vừa vintage, vừa đáng yêu.
thì lúc đấy mình nghĩ rằng là ok, vậy mình sẽ thử làm những cái sản phẩm như vậy. Thì khi mà mình ra mắt lab ấy thì trộm vía, nó giống như kiểu là kiểu gãi đúng chỗ ngứa của khách hàng ấy, tức là rất là nhiều các chị em thấy rất thích, bởi vì ô, đây chính là thứ mà tôi đang tìm mà hiện tại thị trường nó đang không có. Tức và là lúc đấy trên thị trường không có một cái thương hiệu nào đúng rồi làm cái váy hoa như lab. Đúng rồi. Tất cả những local brand ở thời đấy thường là menswear này, minimal, hoặc là casual wear, hầu như là các bạn ấy là đồ trơn và rất là basic thôi, hoặc là hồi đấy đang thịnh kiểu unisex men wear. Thì mình nghĩ rằng ok, tại sao nhỉ, có phải là cái họa tiết thì nó khó làm hơn không? Mình không biết, có thể là các bạn nghĩ thế là ngầu ấy. Tức là khi mà làm thời trang local brand các bạn sẽ thích là cái gì là ngầu. Còn mình thì nghĩ là ok, hoa hay bánh bèo đúng không? Đúng chắc rồi. Là các bạn nghĩ như vậy. Thì mình sẽ nghĩ là ok, mình rất thích cái này và trên thị trường nó chưa có một ai làm thực sự tốt nhá. Làm tốt, mình làm. Thì đến thời điểm đấy là mình bắt đầu làm một cái dòng sản phẩm mà có họa tiết đẹp này, form dáng cắt may rất là chỉnh chu, ôm cơ thể tôn lên cái đường cong của người phụ nữ, và nó vẫn có cái sự phóng khoáng, sexy và thanh lịch. Nó không giống như đồ của các cô nhé, đồ các cô các mẹ thì sẽ có gì đấy nó kín đáo hơn này, nó không ôm vào người này, còn đồ của và họa tiết nó cũng sẽ già hơn. Còn của các cô gái 25-30 thì họa tiết nó sẽ trông lãng mạn, vintage, trẻ trung, và cái form dáng nó sẽ sexy, phóng khoáng hơn một chút. Đó, thì đến thời điểm đấy thì mình nghĩ là cái chiến lược sản phẩm đấy đến bây giờ vẫn đang trở thành một trong những cái gọi là top of mind của Lab dành cho khách hàng. Mình nhớ là những cái bộ váy đầu tiên của Lab, chắc là những cái bộ váy đầu tiên thì Nga nghĩ là chắc là do Trâm tự tay thiết kế ha. Đúng rồi. Thì nó kiểu thực sự là nó là một cái gì đấy táo bạo cực kỳ á. Mình kiểu biết là không biết bao giờ mình mới đẹp để mà mình đủ mặc cái váy sexy thế. Rất đẹp rồi, được, chẳng qua là không đủ tự tin. Chưa có dịp. Đấy. Gì mà không tự tin xem như thế này. Okay. Cái thời điểm đầu tiên khi mà làm sản phẩm ấy thì Trâm là người trực tiếp thiết kế cắt cắt sản phẩm luôn, tức là trong thiết kế nó sẽ có một cái khái niệm là làm lên dập ấy, draping ấy, tức là mình sẽ làm cái phôi của sản phẩm bằng giấy, bằng giấy trước, thì là người ấy là Trâm là người làm trực tiếp cắt luôn. Sau một năm thì mới tuyển một anh thợ kỹ thuật dập đầu tiên. Còn một năm đầu tiên thì là do Trâm làm trực tiếp luôn. Nhân nói đến cái chuyện này thì mình muốn hỏi Trâm thêm là về một cái quy trình đi, để từ một cái idea về một cái sản phẩm cho đến khi nó là một chiếc váy có thể mặc lên người được thì nó sẽ trải qua những công đoạn như thế nào. Nếu như quy trình của bây giờ cũng xem nhau thôi. Tức là đầu tiên các bạn sẽ có ý tưởng về mặt form dáng trước. Sau đó là thì mình sẽ có một cái gọi là sketch phác thảo. Gần như kiểu bản sketch trong kiến trúc có hay gì thì cũng có hết. Các nhà thiết kế sẽ vẽ những cái bộ rất kiểu là... đúng rồi đấy, sẽ là sketch ra. Cái cổ tôi muốn như thế này, cái tay áo là như thế này, phần eo, phần lưng, phần gấu là như thế này. Sau đó thì sẽ tìm kiếm chất liệu cho nó. Chất liệu dày hay mỏng, có xuyên thấu hay không, có texture trên bề mặt hay không, độ co giãn ra sao, màu sắc thế nào, họa tiết ra sao, độ nặng nhẹ, thành phần của cái vải đấy như thế nào. Sau khi chọn được rồi thì sẽ chuyển sang bộ phận kỹ thuật. Bộ phận kỹ thuật sẽ là người phân tích cái đấy. Ok, tôi sẽ làm cái cổ với cái nó gần giống như kiểu là bóc tách công trình ấy. Tức là cái tay sẽ dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, các cái đường gấp này nó sẽ như thế nào, cái ly này sao để nó ôm vào cơ thể. Thì đấy bên kỹ thuật. Sau thợ kỹ thuật xong thì sẽ chuyển sang bộ phận cắt may, xử lý vải, cắt may. Xử lý vải nó sẽ có công đoạn là mình phải xử lý để vải nó co. Có những cái vải nó khi mà co nhiệt, khi mà là nó sẽ co lại, hoặc là khi giặt nước nó sẽ co lại hoặc nó sẽ giãn ra, thì mình phải xử lý nó để khi mà thành sản phẩm ấy, nó sẽ không bị co bai nữa. Sau đó thì bắt đầu cắt may hoàn thiện một sản phẩm, và có thể có các thêm các phụ liệu, thì các bạn nhà thiết kế sẽ đi tìm phụ liệu, ví dụ như là cái cúc nào, cái khóa nào, cái dây nào, cái chiếc trang trí ra sao sẽ hoàn thiện. Sau đó thì là sẽ qua các công đoạn duyệt, chỉnh sửa và làm hồ sơ sản xuất. Tức là nó có một cái tập hồ sơ sản xuất để nói rằng là cái định mức ra sao, cái bản phôi là như thế này, các cái cung cách may ra sao, về chất lượng thì ra như thế nào, vân vân. Và là một cái quy chuẩn về mặt sản xuất để đúng cho không? Để có thể get ready clone hàng loạt ấy. Tức là những bất kỳ một người thợ nào cũng có thể nhìn vào đấy mà làm được theo. Đúng rồi. Kiểu là một cái quy chuẩn để xưởng họ nhìn vào để họ làm. Thì sau đó mới gửi sang bộ phận sản xuất để tiến hành sản xuất hàng loạt. Ok. Cũng khá là phức tạp đấy. Và tớ tò mò là những cái ngày đầu tiên khi mà như Trâm nói là Trâm cũng chỉ gọi là đi học những cái khóa đúng không? Làm thế nào mà Trâm có được những cái kiến thức như thế? Ở những ngày đầu làm ấy thì nó đơn sơ lắm, chắc công ty nào cũng vậy à. Thì mình sẽ trong những giai đoạn còn nhỏ mình sẽ rút ngắn công đoạn đi. Làm những cái cơ bản thôi. Nhưng mà thì hồi đấy sản xuất còn số lượng rất là nhỏ. Thì nếu như có sai sót thì nó không đáng kể. Nhưng đến bây giờ sản xuất hàng loạt số lượng nhiều hơn thì bắt buộc là mình phải cẩn thận về mặt quy trình rất là cao.
từng chi tiết, từng con chữ là phải rất cẩn thận, bởi vì sai một ly đi một dặm luôn. Thì cũng may mắn là trong quá trình làm thì Trâm có một chị quản lý sản xuất, chị có chuyên môn. Thì khi mà chị về thì chị bắt đầu làm lại toàn bộ hệ thống quy trình, và chị cũng là người set up xưởng sản xuất cho Trâm luôn. Thì mới có thể bài bản được, còn nếu mà để Trâm làm thì không. Tại vì như bảo là rằng là cứ những người làm sáng tạo thì rất là khó để gò họ vào một cái gì gọi là quy trình. Những người làm quy trình thì là sinh ra để làm quy trình. Kiểu vậy. Thì phải có sự bổ sung ấy. Đúng rồi, chính xác. Và nói chung là câu chuyện từ một thương hiệu vì đam mê cho đến câu chuyện là thương hiệu của mọi người phụ nữ đẹp ở Việt Nam thì nó là hành trình rất là dài, đúng không? Nga khá là tò mò là trong quá trình của Lab từ những ngày đầu đến bây giờ, một thương hiệu mà có rất nhiều chi nhánh cũng như là nhân viên, thì mình có những cái milestone, những cái bước ngoặt nào mà khiến cho Lab nó gọi là vọt hẳn lên và tạo ra được những cái dấu ấn mới? Từ lúc mà nhân sự chỉ có một mình chăng? Đầu óc đang kiểu bay lại về thời quá khứ. Thực ra là đầu tiên là có một mình Trâm. Sau đấy là nhân sự thứ hai là chị gái của mình. Chị gái mình về giúp đỡ mình set up cửa hàng cũng như là quản lý đội nhân viên bán hàng. Sau đó mình có chồng mình cũng về để support vợ. Sau đó cứ đi dần thôi. Thực ra là trong cái quá trình đi nó không có một cái bước ngoặt nào được gọi là kiểu lột xác hay gì cả. Đến thời điểm bây giờ mới đang là một bước ngoặt. Từ bây giờ đây, Trâm đang trong một bước ngoặt rất là lớn. Còn trong thời điểm 5 năm vừa qua thì nó đi dần dần như thế này. Chỉ là trải qua 2 năm dịch thì nó sẽ struggle để sống sống sót. Còn trước 2 năm dịch đấy thì là nó cứ đi thẳng tút như thế này thôi. Bản năng lắm. Không phải là kiểu từ khi mình mới thành lập mình đã biết là 2 năm tôi trở thành ai, 3 năm tôi trở thành ai, 5 năm tôi trở thành ai. Mà mình cứ đi đến thời điểm nào mình cảm thấy hợp lý thì mình đi tiếp thôi. Như thế nó cứ đẩy mình đi. Thậm chí mình còn hay bảo rằng là cái thương hiệu nó còn lớn hơn cả mình ấy. Nó còn lớn trước cả mình. Đúng rồi. Nhiều khi mình cảm thấy là mình hơi với, đúng không? Đúng rồi. Mình cả bản thân mình lẫn nhân sự của mình đều cảm thấy là chết rồi. Với cái lượng khách hàng này, với cái tiềm năng hiện tại của nó còn lớn hơn cả những thứ mình đang có thể adapt. Thì đi như thế đến năm thứ 5 thì bắt đầu mình mới dừng lại. Bảo rằng là nó giống như kiểu một cuộc khủng hoảng thường kỳ của một startup thôi, một business thôi, là cứ khoảng 5 năm thì sẽ tái cấu trúc một lần ấy, kiểu vậy á. Thì mình bắt đầu mới đặt câu hỏi, thế thì mình muốn trở thành ai, mình muốn đi đến đâu, mình muốn xây dựng một cái công ty như thế nào. Tại vì từ trước đến giờ thì mình sẽ phân biệt rất là rõ là một cái business như kiểu là buôn bán thôi và một người doanh nhân thật sự nó khác gì nhau. Thì bây giờ mình đang trong giai đoạn là quyết định. Mình là một gọi là người làm người kinh doanh, người gọi là gì nhỉ? Gọi là con buôn ấy, nói thật. Là giống như kiểu là buôn bán thôi. Tất nhiên mình vẫn set up từ làm sản phẩm đến bán hàng đến bộ máy thứ, nhưng mà nó vẫn chưa được gọi thực sự là gọi là một doanh nhân. Đó. Thế thì doanh nhân có gì khác? Mình nghĩ là một doanh nhân ấy là nó xây dựng một cái gì đấy long last và có giá trị thật sự cho cộng đồng nhiều hơn. Còn buôn bán thì nó chỉ đơn thuần là bán và ăn chênh lệch và làm giàu cho bản thân mình thôi. Rồi. Còn là một doanh nhân thì là xây dựng một cái doanh nghiệp nó có thể lớn được. Cái đội ngũ đấy nó có trở thành những con người có giá trị cho xã hội và cái tầm nhìn của nó lớn hơn, bền vững hơn, kiểu như vậy. Thì mình đang trong giai đoạn chuyển mình. Nó hay nói rằng là từ một công ty gia đình lên một doanh nghiệp bài bản. Kiểu như vậy. Thế bây giờ Trâm đã phần nào tìm ra được câu trả lời chưa? Giai đoạn này đang là giai đoạn mà know what you don't know ấy. Tức là bắt đầu trên con đường tìm hiểu rằng mình đang không biết gì. Tức là có rất nhiều thứ mình không biết là mình không biết. Đúng rồi. Tức là nó là một cái learning curve ấy. Đó. Có một giai đoạn mình nghĩ rằng là với bộ kỹ năng hiện tại của tôi có thể làm tất cả mọi việc, không có vấn đề gì cả. Tôi làm tắt ở đây, tôi sẽ xử lý. Kiểu vậy. Chị Trâm cân bằng vũ trụ đúng không? Kiểu thế, mình như kiểu là con ếch ngồi đáy giếng ấy. Nhưng mà đến một giai đoạn khi mà những cái vấn đề nó đến với mình ấy. Và mình kiểu panic kiểu chết rồi, cái này là tại sao nó lại xảy ra như thế này, tôi phải làm gì để nó không xảy ra nữa. Hoặc là, và lúc đấy mình mới phát hiện là có thể cái bộ kỹ năng của mình bây giờ nó không dùng được nữa rồi. Mình phải nâng cấp, phải thay đổi. Và lúc đấy trong giai đoạn là tôi là một tờ giấy trắng, và bây giờ tôi sẽ phải biết là tôi nên biết gì, tôi cần biết cái gì. Kiểu khi nào mình định nghĩa được là mình cần biết cái gì rồi, mình bắt đầu mới đi vào đấy để học từng thứ. Đúng rồi. Đó. Thì bây giờ Trâm mới đang trong giai đoạn là
đang đi tìm hiểu là know what you don't know thôi. Kiểu vậy. Đang trong giai đoạn đầu tiên. Tớ rất là đồng cảm và chia sẻ với Trâm về câu chuyện là không biết mình không biết cái gì, bởi vì thực sự là trong hành trình đầu tiên những năm đầu đời của một startup thì mình luôn là người làm tất cả mọi thứ, đúng mà đến một cái lúc nào đấy thì mình cảm thấy là việc đấy nó không còn ổn nữa. Đấy, và mình thực sự nhận ra là hóa ra mình còn khá là nhiều thứ mà mình không có khả năng làm ấy, và mình cần những người khác để trợ giúp cho mình. Thì đấy là một câu chuyện, một hành trình gọi là gì, tự phản tư, tức là tự nhìn vào chính mình và nhận ra là ôi mình còn thiếu sót chỗ này chỗ kia, thực sự rất khó. Nhưng mà nếu mà đã đi đến được đấy thì tớ nghĩ là sẽ có thể đi tiếp xa. Nói chung một cuộc khủng hoảng mà nó phải xảy ra. Trong cái câu chuyện về kinh doanh thời trang ấy, thì ví dụ mình nhìn rộng ra trên thị trường đi, thì tôi thấy là có rất là nhiều những cái thương hiệu có lẽ là được gọi là chống lưng, được back up bởi những cái ông lớn, gọi mình tạm gọi là ông lớn đi, bởi vì ví dụ có một cái nguồn lực tài chính chẳng hạn. Thế thì đối với Lab thì hình như là không. Thì Trâm nghĩ là cái việc đấy có phải là một cái khó khăn đối với mình không, hay là nó là một cái gì mà mình lại lợi thế của mình? Nó là lựa chọn thôi. Tại vì thực ra là mình nghĩ là đối với những thương hiệu thời trang mà họ có thế lực chống lưng kiểu những nhà đầu tư thì bởi vì mình nghĩ thực sự đấy là những cái doanh nghiệp mà có ước mơ đủ lớn ấy. Tức là ví dụ họ có một cái vision rất là lớn, ví dụ như là đứng top đầu thị trường hay là 100 điểm bán trong vòng 3 năm. Nếu mà một cái mục tiêu lớn như vậy ấy, thì để nói là vốn tự có sẽ không bao giờ có thể nhanh được như thế. Mà nó sẽ có những giai đoạn burn ấy, đốt tiền ấy, để chiếm thị trường nhanh ấy. Thì khi mà họ có một cái vision lớn này và một cái ước mơ đủ lớn thì họ sẽ có cái động lực để họ tìm kiếm những nhà đầu tư, và những nhà đầu tư cũng vì thế thì mới đến với họ. Nó là một cái mô hình chứ nó không phải là cái gì hơn cái gì cả. Đối với Lab thì là như mình bảo ấy, bản thân là những cái năm đầu tiên mình làm, mình cứ đơn giản, mình cứ làm bởi vì mình rất là thích cái lĩnh vực đấy, và mình cứ enjoy từng ngày và nhìn nó phát triển thôi. Mình cũng chưa thực sự quyết định được là mình đi đến đâu, mình sẽ làm gì và mình trở thành ai trong vòng 5 năm tới. Thế nên là mình chưa làm đến việc đấy. Còn thực ra nếu như ở cái quy mô của Lab, nếu như mà muốn scale lớn hoặc là có nhà đầu tư thì cũng không khó. Tại vì là rất là nhiều người nhìn thấy tiềm năng của cái thương hiệu đấy, thương hiệu này. Nhưng mà mình chưa làm, bởi vì là thực sự cho đến khi nào mình cảm thấy là mình muốn gì đã. Nếu như một ước mơ đấy mà một ước mơ vẽ ra bởi vì người khác cũng làm ấy, tức mình thấy ôi bên này nó mở 100 cửa hàng nhanh quá, mình cũng phải thế chứ. Nhưng mình cũng phải dừng lại để hỏi là mình có thực sự muốn điều đấy không? Hay đấy có phải lợi thế của mình hay không? Hay mình có lợi thế khác, hay mình đi theo một con đường mà chưa ai đi? Tại vì là cái chuyện kinh doanh thường những bên mà scale lớn ấy thì hầu như là họ có cái sự cạnh tranh về mặt chiếm lĩnh thị trường cao. Theo kiểu là rất là offline ấy. Tại vì đầu tư chuỗi mà làm offline thì nhất định phải vốn rất là cao. Cửa hàng các thứ. Đúng rồi. Tại vì khi bạn mở một chi nhánh ra thì từ việc là thuê mặt bằng, sửa chữa, hàng hóa, nhân sự chuẩn bị trước, nó cũng phải rơi vào tầm trên 1 tỷ một cửa hàng rồi. Thế nên là nếu mà muốn mở 100 cửa hàng, 100 tỷ, đúng chưa? Mà đấy chỉ là chi phí đầu tư ban đầu thôi. Còn duy trì nó trong 1 năm, 2 năm lại là một câu chuyện khác, và liệu nó có hòa vốn được trong vòng mấy tháng hay nửa năm hay không, hay là nó phải mất bao nhiêu lâu, thì đấy sẽ là một câu chuyện mà cần phải burn tiền trước để chiếm thị trường trước. Thì đối với Lab thì mình đang chưa đi theo hướng đấy, mà đang đi theo hướng là đó, như kiểu là thậm chí là mình vẫn cảm thấy là rất là nhiều tiềm năng về mặt thị trường mình còn chưa với tới được, nhưng mà cho đến khi mình thực sự biết mình muốn gì đã. Không vội. Tôi nghĩ là đấy là một cái phương châm gọi là chậm mà chắc, đúng không? Nhưng mà điều quan trọng là mình phải làm đúng cái thứ mà nó phù hợp với cái giá trị cốt lõi của mình và với cái thương hiệu mà mình xây dựng lên. Có một cái vấn đề này khi mà mình nói đến thời trang nhá, thì tôi nhận thấy là có vẻ như là từ một cái thương hiệu nhỏ này đi lên thương hiệu lớn này, không biết là nó sẽ có phải gặp cái vấn đề là ban đầu thì mình có rất là nhiều chất riêng. Mình có cái gọi là nhận diện thương hiệu, hay mình có cái bản sắc rất là riêng. Và dần dần khi mình mở rộng ra thì khách hàng bắt đầu nói là sao bây giờ nó cứ bắt đầu lại đại trà rồi, nó mất bản sắc rồi. Nó không còn được unique, nó không còn được làm một cái gì đấy. Chẳng có phải những cái câu chuyện như thế không? Có chứ. Nhưng mà nói chung là khi mà khách hàng càng đông ấy thì các luồng ý kiến nó sẽ càng nhiều. Và cũng không phải tất cả ý kiến đều như vậy. Sẽ có những người sẽ bảo rằng là sao Lab suốt ngày làm những cái như này thế, phải làm cái mới đi chứ. Phải làm như này các kiểu thế. Chị nhìn những cái này bao nhiêu năm qua chán rồi. Thì cũng có khách lại bảo là
Solep đã thay đổi rồi, không còn như ngày xưa. Tức là mỗi góc nhìn khác nhau thì người ta lại nhìn thấy những thứ khác nhau. Nhưng bản thân mình thì nghĩ rằng là cái điều mà mất đi cái bản sắc đặc sệt ban đầu ấy là chắc chắn là sẽ có. Bởi vì khi mình càng dành cho nhiều người thì mình càng phải adapt cho số đông. Đấy cũng là một trong những cái lý do mà rất là có những cái con đường đi là nếu như Lab mà muốn đi rộng ấy, đi go mass thì phải thay đổi cái phân khúc, thay đổi cái định vị và thay đổi cái tập khách hàng, bởi vì hiện tại là Lab vẫn đang trong một tập khách hàng ngách. Tức là những người thích cái phong cách như vậy, có cái lifestyle như vậy. Nó không phải là một cái phong cách kiểu đại trà đại chúng đâu. Tại vì thực ra đại chúng có khi như kiểu Canify, Vietbrother hay là Elise, cái gì cũng có, thì đấy mới chính là đại chúng. Còn Lab thực ra vẫn là đang trong một cái ngách của nó. Và Trâm nghĩ rằng là để giữ cái chất đấy thì Trâm quyết định là giữ vững ở trong ngách, đứng ở trong đấy và tốt lên. Và nếu như có phát triển thì sẽ phát triển sang các thị trường mới, ví dụ như là phát triển sang nước ngoài, chứ không go mass. Đó, chứ không là, tại vì là nếu như go mass thì bài toán của nó lại quay trở lại là ok, tôi phải vốn nhà đầu tư, phải scale nhanh để chiếm thị trường và đi theo hướng chuỗi điểm bán, 100 điểm bán, 200 điểm bán, giống như các anh chị lớn đang làm. Nhưng mà thực sự là Trâm cảm thấy không có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực đấy, và Trâm không đam mê chuyện đấy. Đúng. Thực sự là Trâm không đam mê chuyện bán hàng. Không đam mê làm giàu đúng không? Chắc làm giàu thì ai cũng thích. Nhưng mà để đánh đổi với một cuộc sống mà mình không thích thì không. Tức là tức là cái chuyện bán lẻ, làm chuỗi, vận hành chuỗi, nó lại là một lĩnh vực rất là không có lợi thế đối với Led. Đối với Led thì Trâm luôn xác định lợi thế là về thiết kế, về sản xuất, về làm branding. Còn để nói là vận hành chuỗi thì không thế mạnh. Có những bên nhá, họ bắt đầu kinh doanh thời trang không phải bằng sản phẩm. Họ bắt đầu kinh doanh thời trang chỉ là một lĩnh vực họ chọn thôi. Còn cái thế mạnh của họ là mở chuỗi, bán hàng, làm chuỗi, là chiếm lĩnh thị trường, là quy trình, quy chuẩn, là nhân sự chẳng hạn. Thế thì cái sản phẩm sẽ là cái ưu tiên thứ hai của họ. Đó, thì cái sản phẩm của họ không cần chất riêng cũng được, họ chỉ cần đủ chất lượng để họ phân phối trên các điểm bán mà họ đang có tốt thôi. Thì mỗi bên là một lợi thế khác nhau. Thì nếu như là Trâm mà lại chạy theo cái lợi thế của người khác thì làm sao mình cạnh tranh được, đúng không? Mình biết là ok, tôi mạnh cái gì, tôi đam mê cái gì và tôi sẽ đi sâu trên cái mảng đấy, chứ không chạy theo cái con đường của người khác. Trong cả một cái quá trình khi vừa nãy mình vừa nói về một quy trình sản xuất đi, hay là một quy trình từ idea cho đến sản phẩm, thì Trâm cảm thấy là mình đam mê, mình hứng thú với cái công đoạn nào nhất, và cái khâu nào là cái thứ mà mình gọi là khó khăn nhất đi, mình cảm thấy gọi là ui khó quá nhưng mà mình vẫn phải làm bởi vì mình là CEO. Ừ, đúng rồi. Nếu mà nói thích nhất thì Trâm thích nhất là làm branding, làm truyền thông, kể câu chuyện, làm lifestyle và làm sản phẩm. Thực ra là từ trước đến giờ Trâm làm giáo dục sáng tạo, là làm hai cái đấy. Cho thời điểm này thì mình nghĩ rằng là không ai hợp làm CEO hơn mình nữa rồi. Thế nên là mình quay về làm quản trị. Thì trong quá trình làm quản trị ấy, mới phát hiện ra là trời ơi, mặc dù tôi học kinh tế, học ngoại thương, tôi chẳng biết gì. Bởi vì thực ra những cái môn học ở trường đại học ấy, nó rất là cơ bản và nó mang tính cứ ngợi xem hoa rất là nhiều. Cho đến khi mình bập vào việc thật ấy, gặp vấn đề thật ấy, thì lại phải học tiếp, học không ngừng nghỉ, học gọi là thực chiến, kiểu như vậy. Và liên quan đấy, làm thế nào để làm một cái kế hoạch này, sử dụng dòng tiền tài chính như thế nào này, rồi set up các cái quy trình vận hành, làm sao để các phòng ban làm việc một cách chặt chẽ với nhau, là về nhân sự thì thang bảng lương thế nào, đãi ngộ nhân sự ra sao, làm thế nào để làm thương hiệu tuyển dụng, L&D phát triển nhân sự như thế nào, rồi vô vàn nhiều thứ, thậm chí là vận hành cửa hàng ấy cũng là một cái vấn đề mà Trâm cảm thấy rất là khó khăn. Và cũng đang đi tìm những con người mà thực sự là họ đam mê cái lĩnh vực đấy và họ có cái lợi thế, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấy để về cùng làm với mình. Còn nếu mà để bản thân mình thì sẽ không thể nào đi xa được. Nói chung cái gì cũng khó. Ngoài hai lĩnh vực mình thích thì thấy cái gì cũng khó. Chưa kể là ngày xưa học ngoại thương thì mình lúc đấy mình còn đang mải đi học may cơ mà, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nhìn chung là nếu như là có học, có chỉ đi học không ấy thì nhưng cũng có cái gì mà Trâm thấy là cái môi trường ngoại thương đi, mình không nói là chỉ riêng những môn học nhé. Tất cả mọi thứ ở phở tu có cái gì mà nó đã giúp cho mình trong câu chuyện mà mình làm kinh doanh thời trang ngày hôm nay không? Học kinh tế, một người học kinh tế và đi làm thời trang. Kiến thức chủ yếu của thời mà mình làm thời trang nó lại kiến thức đến từ câu lạc bộ. Tức là câu lạc bộ ở ngoại thương đã cho mình cái bức tranh về cách làm media, cách làm một cái chiến dịch truyền thông, hay là
làm nội dung như thế nào. Thì Lab đi lên, một trong những cái lợi thế của Lab ấy, đó chính là cái lifestyle và cái storytelling của Lab. Mình nhớ là những cái ngày đầu khi mình làm một cái fanpage trống trơn nhá, là Lab. Và cho đến khi nó là 10.000 like, hoặc là cho những cái đầu nó chỉ có vài nghìn like thôi, nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà một bài viết của mình ở trên trang đấy đã có thể có 1.000 like rồi. Bởi vì là từng bài viết, từng câu chuyện mà mình kể đấy, nó là tâm huyết, nó là cái trăn trở thực sự của mình về phụ nữ, về cuộc sống của những người phụ nữ xung quanh. Và nó khiến cho là có những cái bộ sưu tập mình ra mắt ở những thời điểm đầu ấy, nó viral khủng khiếp luôn. Nó viral bởi vì cái bộ ảnh đấy, bởi vì cái content, cái câu chuyện mà mình kể. Và đó cũng chính là một trong những cái mà làm nên một cái cộng đồng khách hàng bây giờ cho mình. Thì đấy chính là một trong những cái mà mình nghĩ là trường đại học mình cho mình. Và thứ hai mà trường đại học cho mình đó chính là các mối quan hệ. Tức là mình nghĩ là bạn bè ở ngoại thương là những người rất là hay, chăm chỉ này, tích cực này, luôn muốn phát triển bản thân này, và cũng rất là sống rất là tình cảm và không ngại giúp đỡ nhau ấy. Và mình thấy là đấy là những cái thứ mình có được nhiều nhất ở ngoại thương. Còn hồi ngoại thương lười học nên là lười học vẫn trở thành CEO các bạn nha. Thực ra là thôi, như mình nói là cái việc học ấy, nó là học cả đời ấy. Đến kể cả hồi đại học có chăm học thì như mọi người cũng thấy là bây giờ vẫn phải học. Vẫn phải đi học, vẫn phải đọc sách, là sắc mặt, đúng không? Vẫn phải tìm mentor, đúng không? Mình vẫn phải tìm mentor trong lĩnh vực này, lĩnh vực kia. Và cái chuyện học là sẽ không bao giờ dừng lại ấy. Và đại học nó là chỉ là một giai đoạn thôi. Có thể đại học mình học không chăm lắm, nhưng đến bây giờ khi mà gặp vấn đề thật thì bây giờ mình đi học với tư cách là đói kiến thức. Mà nó mới thực sự là học ấy. Còn cái thời đại học mình cũng chẳng biết là học này để làm gì. Hồi đấy ngây thơ biết gì đâu. Chứ đến bây giờ thì thực sự là đây là một cái struggle của mình, cái bài toán của mình. Mình học ngấu nghiến, mình thấy kiến thức nó hay và nó áp dụng được trực tiếp, và mình cảm thấy là thực sự có hiệu quả thật. Mình mới thấy là ôi, kiến thức thật là tuyệt vời, thật là quý giá. Nói chung là phải phấp, phải ngã thì mới thấy là quý giá được. Vừa rồi thì mình đã vừa đi qua rất là nhiều những cái câu chuyện hành trình của Trâm, từ một cô bé đam mê thời trang cho đến bây giờ là một bà chủ thương hiệu thời trang. Nhưng mà bởi vì cái khán giả của cái kênh Người Trong Một Nghề này là những bạn trẻ, nên là Nga cũng muốn hỏi Trâm về câu chuyện là nếu mà mình nhìn rộng ra về cái ngành thời trang thì rõ ràng là Nga nghĩ không phải ai cũng có cái mình không phải nịnh Trâm đâu nhá, nhưng mà mình nghĩ là Trâm rất là một người có bản lĩnh và có sự quyết tâm để đi đến cùng cái mong muốn của mình. Nhưng mà rõ ràng là không phải người trẻ nào cũng có thể trở thành CEO của một thương hiệu thời trang, đúng không? Thế thì nếu mà đam mê thời trang thì mình có cái cơ hội để làm những cái công việc như thế nào không? Mình nhìn về góc độ gọi là nghề nghiệp, hướng nghiệp đi. Thực ra nhá, trong giai đoạn hiện tại ấy, thì Trâm lại nghĩ rằng là cơ hội có cho tất cả mọi người. Ví dụ như là mọi người cứ tưởng tượng cách đây 20 năm đi, để trở thành ca sĩ ấy, là phải được ký hợp đồng với các hãng, là phải có người lăng xê, là phải được đi thi các cuộc thi, đúng không? Nhưng bây giờ internet phát triển, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, nó có quá nhiều kênh để một người có thể thể hiện bản thân và mang cái sản phẩm của mình đến với mọi người xung quanh ấy. Thế nên là mình mới nói rằng cơ hội là chia đều cho tất cả mọi người. Và đến thời điểm này rồi ấy, thì cái tài năng là cái thứ thực sự lên tiếng. Nó không phải là mối quan hệ, nó không phải là ông chống lưng nữa. Nếu như bạn thực sự có đam mê, có tài năng thì bạn sẽ có vô vàn cách để bạn PR bản thân và để tiếp cận đối với khách hàng của mình. Nhưng mà để đi to được hay không là câu chuyện khác. Nhưng để bắt đầu một cái business thời trang thì mình nghĩ không khó. Rất nhiều bạn bây giờ vẫn đang làm. Và ở Việt Nam thì cái chuyện mà một bạn trẻ mở một cái business nhỏ nhỏ riêng của mình là không hề khó đâu nhá. Nhưng mà có duy trì được nó hay không này, có đi được xa nó hay không thì lại cần rất là nhiều. Có thể là sự bền bỉ, sự chiến lược, hoặc là sự chăm chỉ học tập để đi. Nhưng mà để gia nhập thì không khó. Thực sự là không khó. Bây giờ thực sự là rất là đơn giản ấy, để có thể có một cái business của riêng mình. Thì nếu như ai cảm thấy đam mê thì các bạn có thể thử. Mình nghĩ là có thể thử để xem là mình thực sự hợp không, mình có khả năng hay không, mình có thực sự thích nó hay không. Sau khi thử xong không thích nữa. Nói chung thế. Lúc thấy nó dễ thì ai chẳng thích, đúng không? Gặp khó phát là rất nhiều người thấy không thích nữa. Đó thì cứ thử thôi, mình biết mình là ai cho đến khi mình không thử đâu. Nhưng mà đấy là câu chuyện về mở một cái business riêng của cá nhân, đúng không? Thế nhưng mà nếu giả sử là mình thấy rõ luôn ngay từ đầu là mình không có khả năng đi làm. Nếu mà mình đi làm trong ngành thời trang, trong ngành kinh doanh thời trang đi thì mình sẽ có thể có những sự lựa chọn nào? Đi làm thì nếu mà thực sự gọi là người thích thời trang á thì chủ yếu như Trang hỏi thì chắc nó sẽ liên quan đến một là làm sản phẩm. Kiểu làm thiết kế đúng không? Hoặc là làm marketing thời trang. Chỉ có marketing thời trang và làm thiết kế thời trang nó mới là signature của ngành thôi. Còn nếu như các bạn làm nhân sự, các bạn làm tài chính, các bạn làm
bán hàng hay là làm gì đấy thì nó xem à, ngành nào cũng như nhau ngành hết. Nào cũng được đúng không? Nó vẫn là những cái kiến thức đấy như nhau. Thì chỉ có là làm marketing và làm sản phẩm mới khác thôi. Còn nếu như các bạn thích hai lĩnh vực đấy thì mình nghĩ là những cái thương hiệu thời trang bây giờ ấy thực sự rất là đói người tài luôn. Rất là đói người tài. Tìm một nhân sự marketing thời trang giỏi thực sự ra không có đâu. Rất là hiếm. Tớ tò mò nhá, một nhân sự marketing thời trang giỏi với Trâm định nghĩa là như thế nào? Thực ra marketing rất là rộng đúng không? Nó vừa là nghiên cứu về sản phẩm, nó vừa là digital, nó vừa là nghiên cứu khách hàng vân vân, rất là rộng. Thì mình nói kỹ hơn về mặt làm truyền thông đi. Làm truyền thông của thời trang thì sẽ cần có thẩm mỹ. Thật sự là rất là cần có thẩm mỹ và adapt được với cái lifestyle mà cái thương hiệu đấy truyền tải, bởi vì là mỗi thương hiệu là một tập khách hàng riêng, là một cái lifestyle riêng. Thì khi mà bạn làm marketing thời trang ấy thì nếu như được chọn được một cái thương hiệu thời trang mà nó hợp với lifestyle của mình ấy thì nó rất là dễ. Thì kiểu là ok, nếu tôi là người thích menswear rồi thì tôi vào một thương hiệu thời trang menswear, tôi sẽ biết làm thế nào để làm một cái hình ảnh, kể một cái câu chuyện hay là hiểu cái tập khách hàng thích cái đấy như thế nào. Còn nếu không, nếu mà thích làm nhảy từ thương hiệu kia thì phải adapt được cái lifestyle đấy. Thì làm ví dụ làm marketing thời trang thì nó sẽ có rất là nhiều liên quan đến nặng về mặt hình ảnh lắm. Rất nặng về mặt visual ấy. Về mặt visual rất là nặng. Thì có stylist này, graphic design này, sản xuất các nội dung video, rồi chăm sóc các kênh social, một cái website, một cái TikTok, một cái Instagram, thì các cái hành vi người tiêu dùng trên đấy nó như thế nào, các cái tuyến bài hay là các cái phễu nội dung nó sẽ như thế nào vân vân. Thì thực sự là trong thời trang thì sẽ cần rất là cần hiểu con người và hiểu về có mắt vi rùa tốt. Đó. Còn làm thiết kế thì chắc chắn rồi. là phải có biết hiểu biết về nghề rồi. Đấy là một nghề rồi. Marketing thì Nga nghĩ là chắc là các bạn sẽ phần nào dễ hình dung hơn về cái công việc của nó, nhưng mà cái câu chuyện về thiết kế thì sao? Như Trâm là một người mà học kinh tế xong rồi đi ra làm giám đốc sáng tạo của Lab thì Trâm nếu mà nói một cách đằng thẳng ra thì Trâm không có được học chuyên môn bài bản lắm đúng không? Thế thì nếu mà muốn theo đuổi con đường thiết kế thời trang thì mình có nhất thiết là phải học ở một cái trường bài bản không? Hay là mình có chắc chắn là phải học rồi. Còn học ở đâu thì học tùy bạn. Không học là sao biết đúng không? Thì ví dụ như là khi mà Trâm làm việc với rất là nhiều các bạn đến từ các trường học thiết kế thời trang như là đọc mỹ thuật công nghiệp này, đọc kiến trúc này, đại học học viện thời trang London hay là cao đẳng nghệ thuật học ngành thời trang, thì thực ra là trong trường ấy các thầy cô dạy cực kỳ nhiều thứ nhưng mà sinh viên có nắm được hay không thì không biết. Và thường thì vào công doanh nghiệp vẫn phải học lại rất nhiều, vẫn phải học lại, đào tạo lại, adapt lại, thích nghi lại. Và khi mà làm công việc thực tế ấy, thì nó sẽ có những cái thậm chí các bạn ấy sẽ không biết bằng mình đâu ấy, mặc dù mình không đi học. Nhưng mà thế nên mình bảo rằng là học ở đâu cũng được, thậm chí học qua sách vở, học qua YouTube. Mentor, học qua mạng YouTube, hoặc tự mình nghiên cứu và học ở trường đại học hay gì cũng xem. Nếu mà một cái thương hiệu thời trang kiểu local brand, kiểu tầm trung đơn giản. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn làm một nhà thiết kế thời trang kiểu cao cấp ấy, kiểu dòng vài triệu, vài chục triệu một sản phẩm ấy, thì chắc chắn là phải học các gọi là phải có sư phụ ấy. Hoặc là sư phụ đấy sẽ là những người mà rất là giỏi trong nghề, truyền dạy lại cho các bạn ấy. Thế nên là rất nhiều bạn trẻ đi theo con đường là làm phụ việc cho những nhà thiết kế nổi tiếng. Tức là làm trong cái xưởng thiết kế của những nhà thiết kế nổi tiếng là một cái rất tốt để học. Hoặc là đi du học. Thì khi mà đi du học những cái ngành thời trang ở trên những cái trường thời trang lớn trên thế giới thì sẽ được học cực kỳ kỹ, cực kỳ hay. Và mình nghĩ là đấy mới là thực sự là những thứ rất là lớn ấy. Tại vì thực ra là mình cũng biết những nhà thiết kế ở Việt Nam khi các bạn đi du học về ấy, và các bạn ấy mở những thương hiệu thì nó rất là chất và sản phẩm cực kỳ chất lượng và bán giá cao và có thể bán ra quốc tế. Thì đấy mới chính là mình nghĩ đấy mới chính là cái đẳng cấp cao hơn. Còn để nói là một cái thương hiệu thời trang local brand tầm trung khoảng dưới 1 triệu ấy thì không khó. Về mặt sản phẩm ấy nó chưa phải là khó đâu. Quan trọng nó lại là tổng hòa của cả bán hàng, cả làm truyền thông, cả là xây dựng lifestyle nữa. Còn sản phẩm thì nó cũng bình thôi, không quá khó. Câu này đang không liên quan ở đây lắm, nhưng mà có bao giờ Trâm muốn định vị Lab lên một cái thương hiệu cao cấp như thế không? Mình nghĩ là đã từng thử nhưng mà mình nghĩ không hợp. Tại vì là cùng lắm thì nó chỉ khoảng trên dưới 1 triệu thôi. Bởi vì là cái tập khách hàng rất là hay, bởi vì cái tập khách hàng mà thích cái dòng sản phẩm như Nga này thì họ sẽ là những người ready để chi cái tầm tiền như vậy để mua một sản phẩm. Còn nếu mà muốn cao lên nhá thì nó sẽ là những cái dòng có thể là girl boss hơn một chút này, hoặc là tiệc này, hoặc là gì đó. Hoặc nếu như vẫn là hoa lá cành mà muốn bán đắt tiền hơn ấy thì phải dành cho các cô. Tức là
dư một tí á. Đúng rồi, mẹ chúng ta ấy, những người phụ nữ mà đã thành đạt hơi lớn tuổi và thích rực rỡ tung xòe thì họ sẵn sàng bỏ rất là nhiều tiền để mua một cái sản phẩm như vậy. Thì phải thay đổi về khách hàng, về phân khúc luôn, thì cái đấy nó sẽ hơi khó. Như như Trâm nói là rất là muốn giữ lép vào trong một cái ngách của mình, và nếu như phát triển sẽ phát triển ra thị trường bên ngoài, chứ sẽ không muốn thay đổi cái sản phẩm để định vị mới. Còn nếu trong trong tương lai thì Trâm cũng đang phát triển một cái brand mới để đánh phân khúc cao hơn, thì sẽ là một brand riêng. Sẽ là một brand khác. Ok, quay trở lại cái câu chuyện mà mình đang nói về những cái cơ hội cho các bạn trẻ trong lĩnh vực kinh doanh thời trang, khi Trâm có thấy là chúng ta cần những cái phẩm chất gì, hay là cần những cái tiêu chuẩn, những cái yêu cầu gì để mà có thể gia nhập được vào cái ngành này không? Cũng hơi rộng nhỉ, tại vì là tùy là bạn ấy làm thời gia nhập lĩnh vực thời trang, nhưng bạn ấy là bộ phận nào, đúng không? Là lĩnh vực gì ấy. Ví dụ như là như mình nói là các bộ phận khác thì y hệt nhau, chỉ có mỗi làm về mặt truyền thông, PR cho thời trang nó sẽ riêng, và làm sản phẩm nó sẽ riêng thôi. Nếu mà muốn gia nhập thời trang à, mình thấy nó chỉ cần thích thôi ấy. Không khó lắm đâu. Trừ khi là làm những cái thương hiệu kiểu rất rất là design, kiểu hàng cao cấp hẳn, thì sẽ cần rất là nhiều thứ cần phải nghiên cứu. Còn nếu một tầm trung thì mình nghĩ là nếu thích thì học và apply thử thôi. Bởi vì là cái ngành này hiện tại các công ty thời trang local brand ấy, mọi người nập mọc lên rất là nhiều. Thế nên là cái việc đói nhân lực ấy, đói người tài ấy, là cực kỳ một vấn đề nhức nhối. Thế nên là rất nhiều cơ hội việc làm cho mọi người luôn. Đó. Lép bây giờ có đang tuyển dụng không? Trâm có thể PR trên sóng. Nhân cơ hội này hãy về với tôi. Hãy về với chị Trâm để học được những bài học. Lép thực sự là đang rất là cần những người tài, nhưng mà đang cần nhiều nhất là trong cái level manager. Tức là trưởng phòng nhân sự này, rồi trưởng phòng tài chính kế toán này, rồi trưởng phòng kinh doanh. Tức là lúc nào cũng cần ấy. Và thực sự là đến giai đoạn này mình biết rằng là sức mình nó quá nhỏ bé, và cần phải cực kỳ có những người đồng đội, những người chuyên gia thực sự là họ về để cùng làm với mình, cái vai sát cánh với mình. Một cái câu hỏi nó hơi xa vời một tí đi. Xa vời. Ước mơ của Trâm với Lép là gì? Đối với Lép thì mình cũng đang trong giai đoạn tìm cái con đường đi ấy. Thì đối với Lép thì hiện tại một thị trường nội địa thì đối với Trâm là cũng không còn nhiều đất trong ngách để làm nữa. Đấy, trừ việc là mình go mass, còn nếu không thì như vậy thôi là ok. Nhưng mà Trâm cũng thấy là kiểu bắt đầu chán cạnh tranh với đồng bào ấy. Không biết là những người học ngoại thương khác có thế không, hoặc là mình nghĩ rằng là ở ngoài kia sẽ có rất là nhiều cái mảnh đất màu mỡ hơn, rất nhiều các khách hàng họ đang muốn sử dụng cái sản phẩm của mình. Còn trong một cái thị trường nội địa thì mình nghĩ rằng là không muốn cạnh tranh thêm nữa, mình giữ một cái chất riêng, một cái tập khách hàng của mình là được. Thì để trong tương lai thì Trâm rất là muốn phát triển ra thị trường nước ngoài và phát triển cái thế mạnh của mình là liên quan đến sản xuất và thiết kế. Tức là nếu mà nói là Trâm có thích bán hàng không thì bình thường, không thích lắm. Nhưng nếu mà nói là Trâm có muốn mở kiểu nhà máy, factory về may mặc không thì rất thích. Tức là mình rất là thích làm sản xuất, làm sáng tạo và làm sản xuất, tức là làm ra cái sản phẩm đấy. Và nếu như là có những đối tác phân phối thì sẽ tốt hơn cho mình. Tại vì không ai là mạnh tất cả các bảng ấy. Thì mình xác định là mình rất thích cái này thì mình sẽ phát triển về cái đấy. Thì trong tương lai Trâm cũng rất là muốn đấy, ngoài việc là mình bán các cái sản phẩm thời trang của công ty ra thị trường nước ngoài, và có một cái nữa là cũng rất là muốn có thể trong tương lai có thể xây dựng được một cái nhà máy, một cái phòng lab ấy, một cái phòng R&D về sản phẩm và một cái nhà máy để có thể là sản xuất cho các đối tác bên ngoài, nước ngoài. Trong tương lai đúng thế mạnh của quốc gia ấy. Rất là tuyệt vời. Thì nếu mà như thế thì lúc đấy cái sản phẩm hình dung thêm một tí nhá, cái sản phẩm của Lép, à không phải Lép nữa đúng không, sản phẩm gì đó của Trâm lúc đấy liệu nó có phải mang căn tính cá tính người Việt không, hay là nó như thế nào, mình đã bao giờ nghĩ về chuyện đấy chưa? Thực ra là Trâm vẫn rất là thích cái phong cách thời trang bây giờ mà Lép đang làm ấy. Tại vì là đối với Lép bây giờ thì cái chuyện làm form dáng này và cái họa tiết của Lép là rất là nhiều họa tiết là mình ra các họa sĩ tự làm ấy, tự thiết kế, tự vẽ cái họa tiết đấy, và mình tự tin rằng nó là một cái thứ thế mạnh
của mình ấy. Mà kể cả khi mình đi xem các cái thương hiệu của nước ngoài ấy, Zara hay là các cái thương hiệu mass của nước ngoài, thì họ cũng không làm ra được những cái họa tiết đẹp được như lép đâu, thực sự luôn. Thế nên là nếu như trong tương lai mà muốn phát triển ra thị trường nước ngoài, hoặc là mình có thể là làm sản phẩm để cho các thương hiệu khác ở nước ngoài họ bán cũng được, không vấn đề gì cả, thì mình vẫn stick vào cái style đấy. Nó giống như kiểu là đối với những cái nhà máy ở Việt Nam thì có những nhà máy chuyên sản xuất quần bò, quần jean, có những nhà máy thì chuyên sản xuất jacket, kiểu áo khoác, áo phao, hay là chuyên sản xuất đồ lót, ví dụ thế. Thì đối với Lab có thể là một nhà máy chuyên sản xuất các cái sản phẩm váy có họa tiết mềm mại và dành cho tập khách hàng sexy nữ tính, kiểu như thế. Thì nó cũng là một cái định vị ấy. Chứ mình cũng sẽ không thể nào mà cạnh tranh được với, gọi là mình đi không go mass nhá, mình vẫn là mình, nhưng mình sẽ tìm khách hàng ở bên ngoài, ở một thị trường mới. Rất là tuyệt vời. Nghĩa là với cái bức tranh và với cái ước mơ như thế thì sẽ còn rất nhiều việc phải làm, và đúng rồi, và sẽ còn rất nhiều câu chuyện để kể với nhau sau này. Năm nữa nhé. Năm nữa lại nhá. Ok, chúng mình hẹn nhau ở podcast Người Trong Một Nghề Spy Room nhá. Năm nữa. Hy vọng là lúc đấy là mình đã đến có tòa nhà, một tòa nhà to building. Hôm đấy đến Trâm ơi đến Spy Room nhá. Đây cái tòa building mà to nhất ở trên đường cái này Hapulico này, hay là to nhất ở trên đường Cầu Giấy này, kiểu okay, thế. Ok. Để mà khép lại cái cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, bởi vì chúng ta cũng đã nói khá là dài rồi, thì Trâm có muốn chia sẻ một điều gì với các bạn khán thính giả của kênh Người Trong Môn Nghề nói riêng và khán giả của Soi Room nói chung không? Bây giờ nhắn nhủ gì ta? Thế thì có nên biến đam mê thành công việc không? Đối với mình thì là có. Rất nhiều các lỗi cái khác nhau ấy. Có những lúc mình đọc mọi người cũng bảo rằng là đam mê là không đủ hay là gì đấy, nhưng mình nghĩ nó là cái nhất định phải có ấy, để có thể đi được xa. Bởi vì là trong những cái thời điểm mà cực kỳ khó khăn và rất là tuyệt vọng ấy, nó chỉ có đúng một thứ giữ mình lại thôi. Nhiều khi kể cả tiền bạc không giữ lại được, chỉ là mình thực sự không làm, mình không chịu được ấy, thì mình mới làm. Đó. Thế nên là đối với mình thì là rất nên tìm cách biến đam mê trở thành sự nghiệp. Ok, rất là cảm ơn Trâm vì những chia sẻ cực kỳ tâm huyết và cực kỳ gọi là thật lòng từ đầu đến giờ trong cái buổi nói chuyện với cả Soi Room ngày hôm nay. Và hy vọng là với những bạn trẻ mà đang đam mê về thời trang, muốn gia nhập vào lĩnh vực kinh doanh thời trang, thì có thể tìm đến thương hiệu Lab của Trâm và để học thêm những cái câu chuyện, những cái chia sẻ của Trâm trong cái số podcast này. Một lần nữa cảm ơn Trâm. Mình cảm ơn Spider Room đã mời mình đến chương trình ngày hôm nay, trò chuyện rất là vui, kiểu đầu óc nó bay trở lại với 5 năm trước, nhìn lại cả một cái quá trình. Và hy vọng là những cái thông tin mà mình cung cấp thì có thể là giúp ích cho những bạn đang quan tâm đến lĩnh vực thời trang. Bye bye.